cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về trận đấu trong khuôn khổ vòng bán kết của giải cờ tướng Tiên Chỉ Lộ Bôi mùa giải năm 2021 trong thể thức cờ chớp, khi mà hai bên trước đó hòa nhau trong cờ nhanh, trận tranh hùng Tạ Tĩnh cầm bên đỏ đi tiên và người cầm bên đen loạn chiến vương Hùng Chí. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 Chứng chứ Chứng chứ Chứ Chứ吃将军将军
Và tiếp theo sau vườn cơ bình sẽ là quan lộ 4 đến từ bên đen để mở đường tấn công. Thì trong thực chiến của trận hình, bên tiên của Tạ Tĩnh đã buông cờ xin thua sau hình cờ trên trước bên đen của loạn chiến vương Hồng Chí. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần bài bản về ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.